Si dia takut anjing kan? No. Si dia good. No. Bảo sợ chó đúng không mà good là sao? Good. Sợ chó. Đã mất thời gian. Này. Rung banget itu. Khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không hả? Tôi rất khỏe, bạn có khỏe không? Khi nào bạn về Việt Nam? Vidya. Aku baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Kapan kamu? Tomorrow. Tomorrow, mai. Mai đi luôn. Vidya, go to Vietnam. Chắc mai. Tomorrow, go to Vietnam. Yes, meet chị Ngọc. Oh, meet chị Ngọc. Em. Ê, chị Ngọc 20. Hả? Anh Đạt là anh, à quên, mình phải nói như nào nhỉ? No, Vidya 22. No. Từ 22 tuổi à? Người ta cũng 22 tuổi. Vidya. Tôi không già. Tôi không già. À. Vidya, Ngọc Mất Cha sinh năm 99. Ê, rồi mất tiêu rồi. Kìa, mất rất là mất thời gian nhá. Vidya, Ngọc Mất Cha sinh năm 1999. Nó ra Ngọc Bắc Giang. không có gì hết. Lần đầu sang mất thời gian. Lần đầu sang mua. Mắc mắc quên đi tu. Xem rụt nắp. No, Vidya, Ngọc Mất Cha. Tức luôn. 22 à? Luôn. Ngọc Mất Cha cũng 22. Vidya 22. No, chị. Bằng tuổi. Bằng tuổi. Anh đặt. Ê, em xài cái Google này em tức quá à. Anh đặt, đã ra rồi. Vidya. Ơi. Nghe. Cái phim. Vidya. Hả? Sebaya. Xem. À xem. xem. Dạ. Bạn gọi là bạn. Xem sinh năm 2 à sinh năm 99 mọi người ạ. Xem. Chín chín. Thua rồi. Này ta này cho dành cho 20 giây này. Một là có một cái bún riêu, chỉ có giò không thôi, còn có bún riêu, có bò, có tóp mỡ, có các thứ. Em ăn giò thôi. Giò thôi ạ. À? Vâng. Rất là mất thời gian nhá. Rất là mất thời gian nhá. Rất là mất thời gian nhá. Dạ. Vi ơi, Ngọc đi ăn đã nha Vi. Vi, Ngọc, ayo makan. Vi. Nghe thấy không nhỉ? Ăn cơm. Ngọc, ăn cơm. Ngọc. À, go ăn cơm. Go to ăn cơm. Go to ăn cơm. Dạ. Ok. Tí nữa chơi nha. Tomorrow. Ok. Bye bye, Vi. Hey. Ngọc.
đi. Yeah.